cho các bạn. Trong phần này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn là cách thức thao tác với lại bảng trên Word. Như các bạn nhìn trên màn hình thì mình đang có một cái bảng vật tư như mẫu. Đấy, thế bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một cái bảng này trên Word? Đấy, thì cách thức rất đơn giản thôi. Các bạn hãy quan sát, đầu tiên để chèn bảng thì chúng ta vào mục Insert và chọn mục Table. Trong mục Table này bạn sẽ dê chuột đến số lượng cột và hàng mà bạn muốn. Đấy, ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy tôi dê chuột đến đâu thì cái bảng số lượng hàng và cột sẽ hiển thị ở phía dưới đến đó. Đấy, ví dụ ở đây tôi chọn là 4 cột 3 hàng đi. Đấy. Đấy. Thế sau khi mà nhấn vào thì bảng đã hiển thị và mình sẽ nhập thông tin về cái hàng đầu tiên. Thì khi mà nhập tới cột đơn vị đấy, thì thấy thiếu hai cột nữa là cột số lượng và đơn giá. Vậy làm sao để chèn thêm cột thì bạn chuột phải vào cột đơn vị, sau đó chọn mục Insert và chọn Insert Columns to the Right, tức là chèn một cột vào bên tay phải của đơn vị. Đấy. Như vậy chúng ta đã có thêm một cột nữa, đó là cột số lượng. Và tiếp đó để tạo thêm cột đơn giá, bạn cũng chuột phải vào cột số lượng, sau đó chọn Insert Columns to the Right. Đấy. Thì chúng ta sẽ có cột đơn giá. Đấy. Như vậy đây là cách thức chúng ta chèn thêm cột vào bảng. Đấy. Rất đơn giản. Thế bây giờ để chỉnh phông chữ cho cái hàng đầu tiên này thì các bạn chỉ cần làm một thao tác, đó là chúng ta bôi đen toàn bộ cái hàng này, toàn bộ cái hàng đầu tiên của bảng. Tiếp đó chúng ta vào menu Home và chọn tới cái mục phông. Chúng ta có thể là thay đổi kích cỡ của phông hoặc chọn một cái phông khác. Ở đây tôi đang để là phông là Times New Roman. Đấy. Và tôi có thể là in đậm đấy, hoặc là in nghiêng vân vân, các bạn có thể tùy chỉnh theo ý muốn. Thế bây giờ để mà tô màu thì chúng ta vào mục Border and Setting. Đấy, chúng ta bôi đen và chọn mục Border and Setting. Đấy. Thì trong cái hộp thoại hiển thị này bạn chọn cái tab Setting và chọn tới màu sắc mà chúng ta muốn. Ví dụ đây tôi chọn màu sắc đó, màu này thì vẻ hơi tối thì tôi lại có thể là thay đổi bằng cách bôi đen, sau đó là chọn Border Setting, chọn Tab Setting, tiếp đó chúng ta chọn cái màu sáng hơn để cho giống với bảng mẫu đó. Như vậy thì mình đã hoàn thành cái việc là format cái hàng đầu tiên giống như bảng mẫu. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ điền thông tin vào cột số thứ tự. Thế đến hàng thứ ba chúng ta thấy là không có đủ, chúng ta thiếu một hàng. Thì bây giờ bạn để đặt con chuột vào hàng số 2, sau đó chọn Insert. Chúng ta chọn Insert Row Below, tức là thêm một hàng vào bên dưới. Tuy nhiên làm như thế này thì nó hơi thủ công. Bạn có thể là đặt con trỏ chuột vào cuối và nhấn phím Tab. Đấy, nhấn phím Tab nó sẽ tạo cho chúng ta một cái hàng bên dưới nữa. Đấy. Và quan sát lại, tôi đặt con trỏ vào cái ô cuối cùng của hàng bên dưới, sau đó bấm phím Tab và chúng ta sẽ có các cái hàng mới đó. Sau khi mà đã điền xong thông tin về cái cột đầu tiên thì tôi sẽ điền nốt thông tin đấy. Vào các cái cột còn lại. Sau khi mà điền đến cái hàng thứ ba thì cái hàng thứ tư và hàng thứ năm là thừa, không giống với lại cái bảng mẫu. Thì làm nào để xóa hai hàng này đi? Thì bạn chỉ việc là bôi đen hai hàng. Đấy. Sau đó chúng ta chọn vào mục Delete Cell. Ở đây bạn chọn mục Delete Entire Row. Đấy. Tức là xóa toàn bộ hàng đi và bấm OK. Như vậy hai hàng sẽ biến mất. Đấy, như vậy là đấy chính là cách mà xóa các hàng. Chúng ta chọn Delete và nhấn Entire, Delete Entire Row. Đấy. Tiếp đó tôi điền nốt thông tin
vào cái bảng này. Đấy. Thế bây giờ để format toàn bộ cái kích cỡ chữ hoặc là phông chữ cho toàn bộ bảng thì bạn nhìn thấy ở góc trên bên tay trái của bảng. Đấy. Đấy, có một cái ô vuông có các mũi tên, bạn nhấn vào đây thì bạn sẽ đánh dấu được toàn bộ cái bảng này. Đó. Sau đó chúng ta có thể là khi đã đánh dấu toàn bộ bảng rồi, chúng ta chọn kích cỡ của phông chữ. Đấy. Và in đậm, đúng không? Đặt độ in đậm cho các cái dữ liệu của bảng. Đấy. Như vậy bảng của chúng ta đã khá giống với lại bảng mẫu rồi. Đấy. Thì vấn đề tiếp theo chúng ta nhìn thấy có một sự khác biệt, đó là bạn quan sát ở cái cột tên vật tư thì phần cáp xoắn đôi nhảy xuống thành hai dòng. Thì bây giờ làm thế nào để giống như bảng đầu tiên, thì bạn làm như sau: chúng ta đặt con chuột lên đầu của cái cột này, khi biến thành hình mũi tên màu đen chúng ta bấm thì toàn bộ cột này sẽ được đánh dấu. Tiếp đó bạn chuột phải vào cột và chọn mục là auto fill, sau đó chọn là auto fit to content, tức là gì ạ, tự động căn chỉnh độ rộng của cái cột này sao cho nó khớp với lại dữ liệu của cột. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, lập tức là cáp xoắn đôi UTP sẽ đặt lên trên một hàng. Đấy, chúng ta không cần chỉnh bằng tay nữa. Đó. Thế để mà di chuyển vị trí của bảng đấy, hoặc là điều chỉnh độ rộng của cột, thì bạn có thể là kéo. Đấy, thì lúc đó cái độ rộng của cột sẽ rộng ra. Đấy. Đấy. Và bây giờ tôi muốn là thu hẹp cái bảng này vào, tôi cũng kéo ở cái cột mép bên tay trái, nhưng mà kéo là không được. Lý do tại sao lại chúng ta kéo vào để cho nó khớp với lại cái bảng mẫu ở trên thì không được, không giống, là bởi vì hiện nay toàn bộ cái bảng này đang được căn là căn lề bên tay trái. Đấy, bây giờ bạn đánh dấu toàn bộ bảng và chúng ta chọn căn lề vào giữa. Đó, thì như vậy là toàn bộ cái bảng này đã được căn lề vào giữa, hoặc là căn lề bên tay phải, hoặc là căn đều. Đấy, thì đây tôi đang để căn là giữa. Như vậy các bạn thấy là hai cái bảng này là tương đối khá giống nhau rồi. Bây giờ tôi phóng to lên. Còn một vấn đề cuối cùng, đó là vấn đề về cái đường viền, hay là các cái đường kẻ ở giữa, ở trong bảng. Thì bây giờ để thay đổi định dạng của các cái dòng kẻ này thì chúng ta làm thế nào? Các bạn chọn mục Border and Shading, chọn toàn bộ bảng, chọn mục Border and Shading và chọn tới mục Border, tức là các cái đường viền, đường kẻ đấy. Và bạn chọn tới cái định dạng, ví dụ ở đây để cho giống với bảng mẫu thì mình sẽ chọn cái định dạng là các cái đường nét đứt. Để bấm OK. Như vậy bạn quan sát là các cái đường kẻ đã biến thành cái định dạng là đường nét đứt. Chúng ta có thể định dạng thành các cái đường nét khác. Đấy. Tùy theo cái format của bạn. Đấy. Đó chính là các cái thao tác với bảng thông dụng nhất. Để chúc các bạn thành công.